Thời điểm diễn ra World Cup 2022 cũng là lúc tội phạm cá độ bóng đá diễn biến phức tạp hơn. Nhiều đường dây cá độ bóng đá từ quán cà phê đến Internet vẫn bị cơ quan chức năng bóc gỡ triệt phá. Ngày 25 tháng 11, tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Tấn Đạt Anh, 28 tuổi, trú tại Đồng Tháp, Lưu Hoàng Vi, 36 tuổi, Nguyễn Văn Điện, 47 tuổi, cùng trú tại thành phố Cần Thơ và Châu Văn Lập, 47 tuổi, trú tại Vĩnh Long, đang tổ chức cá độ bóng đá. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ gần 25 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 4 xe ô tô các loại. Qua làm việc, Đạt Anh và Vi đã thừa nhận vai trò tổ chức, trong đó Đạt Anh đã nhận cược của các con bạc với tổng số tiền 108,9 triệu đồng. Vi nhận cược của các con bạc với tổng số tiền trên 119 triệu đồng. Còn Điện và Lập thừa nhận đánh bạc, trong đó Điện cá cược 47,6 triệu đồng, Lập cá cược 11,7 triệu đồng. Cả 4 đối tượng hiện đã bị tạm giữ hình sự. Ngày 29 tháng 11, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây cá độ qua mạng Internet với số tiền lên đến 30 tỷ đồng. Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một tài khoản cấp Master có tổng điểm cược gần 1,1 triệu điểm, tương đương khoảng 28 tỷ đồng được đăng ký phần trang và cung cấp cho 19 tài khoản Agent và cấp lại cho một số đại lý cấp dưới để thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn. Trong đó, tài khoản Master được xác định là của đối tượng Lê Bảo Nguyên, sinh năm 1984, trú tại phường Hương Sơ, thành phố Huế. Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử từ thiết bị máy móc phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc thu được tại nhà của các đối tượng tại thời điểm khám xét cho thấy, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với tổng số gần 1,8 triệu điểm, tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Lê Bảo Nguyên, Nguyễn Thành Lâm, Trần Văn Bên Em, Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.